Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và trong bài ngày hôm nay sẽ học về lưu lượng kế trong siêu siêu âm. Sóng âm nó truyền trong các môi trường động nhé, phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của cái môi trường đó. Thì âm bị tán xạ bởi một vật chuyển động cũng phụ thuộc vào vận tốc của cái vật tán xạ đó. Việc này chúng ta có thể dùng để xác định vận tốc máu được lưu hoặc là cái lưu lượng máu ở trong trong cái mạch máu đó. Thì nó gồm có hai loại, đó là lượng kế thời gian truyền hay là dịch pha và lượng kế Doppler. Cái quá trình truyền sóng siêu âm ở trong mô, thì sóng siêu âm trong mô ấy nó được truyền như thế nào? Thì chúng ta nên hiểu rằng như thế này này. Sóng siêu âm tức là sóng có tần số lớn hơn dải nghe nghe thấy của người của chúng ta. Và cái âm tại một điểm trong môi trường được đặc trưng bởi áp suất âm và vận tốc phần tử âm. Tôi nói lại nhé. Âm tại một điểm trong môi trường được đặc trưng bởi áp suất âm và vận tốc của phần tử âm. Chúng ta có những công thức sau đây: C sẽ bằng F nhân cho lambda. Trong đó lambda là bước sóng, F là tần số của cái sóng đó. Còn B sẽ bằng rho nhân C nhân cho U. Trong đó rho thì sẽ được xác định bởi bởi tùy trường hợp. Tôi sẽ phân tích cụ thể sau. Z sẽ bằng B chia cho U sẽ bằng rho nhân cho C. Đấy. Y sẽ bằng B nhân U chia cho 2 bằng B bình phương chia cho 2 nhân cho Z. Đấy. Cái giá trị trở kháng đặc tính của môi trường nó chính là Z này. Trở kháng đặc tính môi trường nó chính là Z. Đấy. Năng lượng hay công suất của sóng âm nó là I. Năng lượng công suất của sóng âm nó là I, đúng không? Tại bờ của hai môi trường có trở kháng đặc tính khác nhau thì sóng âm sẽ bị phản xạ, tán xạ hoặc là hấp thụ. Bây giờ để cụ thể hơn cho các bạn theo dõi thì tôi sẽ bổ sung nhé. Đây. Yếu tố mà tôi bổ sung đây, trở kháng đặc tính của môi trường Z sẽ bằng rho nhân cho C. Năng lượng hay công suất của sóng âm sẽ bằng B bình phương chia cho 2 nhân Z. Tức là Z đây là trở kháng đấy. B là công thức ở trên này, bằng rho nhân C nhân U này. Đấy. Và bây giờ ta sẽ vào ta tìm hiểu rho nó là cái gì nhá, U nó là cái gì nhá. Thông qua cái tài liệu sau đây. Ví dụ như một cái tài liệu này thì chúng ta thấy là rho nó là cái tỷ trọng của chất lỏng trong cái công thức này, đúng không? V ngang là vận tốc trung bình của chất lỏng trong cái công thức này nhá. Lưu ý là nó được áp dụng trong trường hợp này, đặc tính của dòng chảy trong trường hợp này, chứ không phải là trong cái trường hợp mà chúng ta đang đang nói đến. Ý tôi là tôi đang giải thích cho các bạn là cái giá trị rho đó chính là cái gì đấy. Chúng ta xem thêm một cái tài liệu nữa, tài liệu về đặc điểm của sóng âm. Thì vận tốc truyền âm ấy, khi mà nó truyền trong chất khí thì vận tốc nó sẽ tỷ lệ là 1/căn của rho. Trong đó rho là khối lượng riêng của cái chất khí đó, đúng không? Vận tốc nó tỷ lệ với nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng thì thể tích của khối khí sẽ tăng và khối lượng riêng sẽ giảm. Khi đó ta sẽ có công thức là V bằng V0 nhân cho căn 1 cộng alpha nhân T. Đấy. V là vận tốc truyền âm ở T độ, V0 là vận tốc truyền âm ở 0 độ C. Đấy. Còn ở trong chất lỏng và trong chất chất rắn nữa.
Như thế là chúng ta đã hiểu được cái giá trị trình show đây là chính là cái giá trị gì rồi chứ, đúng không? Ok. Và chúng ta trở lại bài học. Sang phần thứ hai, đó là lưu lượng kế thời gian truyền và lưu lượng kế dịch pha. Vận tốc âm biểu kiến khác với vận tốc âm trong cái chất lỏng tĩnh. Công thức như sau: T bằng D chia cho tất cả C cộng U nhân cho cốt của theta, đúng không? Ở phần lưu lượng kế siêu âm Doppler thì chúng ta nhớ hai điều cơ bản sau đây. Điều thứ nhất, vận tốc của các phần tử tán xạ sóng âm được xác định theo dịch tần Doppler của sóng âm tán xạ. Nhắc lại nhé, vận tốc của các phần tử tán xạ sóng âm được xác định theo dịch dịch tần Doppler của sóng siêu âm tán xạ. Và cái cường độ âm tán xạ Rayleigh ấy, nó được xác định bằng công thức sau đây: F14 nhân E trừ cho 2K nhân cho F nhân chữ X. Sang phần thứ tư, đó là nhận biết giải. Để đo lưu lượng bằng siêu âm Doppler thì nó cho phép xác định một cách không can thiệp lưu lượng máu trong các động mạch sâu hay là trong các tĩnh mạch. Đấy. Nếu mà đo bằng siêu âm Doppler ấy, thì nó cho phép xác định một cách không can thiệp lưu lượng máu trong các động mạch sâu hay là các tĩnh mạch. Nếu mà nhiều hơn hai mạch máu lớn nằm trong cái chùm siêu âm ấy thì chúng ta sẽ khó mà xác định được đâu là tín hiệu còn thu. Do vậy lưu lượng kế Doppler ấy nó sẽ nhận biết giải. Nó nhận biết giải thông qua hai hệ thống. Hệ thống thứ nhất là hệ thống Doppler xung, hệ thống thứ hai là hệ thống Doppler tín hiệu ngẫu nhiên. Hai cái hệ thống này tôi đã nói ở phần trước và các bạn sẽ vào cái kênh để xem lại hai cái video này nhé, được chưa? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn có thể tải file mềm tôi để ở phía dưới phần mô tả và nhớ nhớ là ủng hộ tôi nhé.